Dạ rồi, mã số 378 nha, là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên. Hoành gốc 22. Hoành gốc 22. Cây cao 61. Cao 61. Tán 109. Cây nằm trong lòng chậu 37. Rồi, 37. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây bằng lăng. Rồi, cây này nhà vườn em giao lưu nhanh luôn nha, 1 triệu tư bao ship. Cây này giống như thành phẩm luôn rồi cả nhà. Cây một một thân nha, đây thân cành nè, đẹp luôn. Cái này nó giống như thành phẩm luôn rồi cả nhà, 1,4 triệu bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. 378 nha, cây form đẹp luôn. Nếu mà mình chưa có xem được tổng thể chi tiết đó, thì cứ inbox cho nhà vườn nha, nhà vườn em sẽ gửi video riêng cho mình luôn. Quá đẹp luôn cả nha. Dạ rồi, mã số 291 nha, là một cây găng vàng thành phẩm khủng nha. Cây này cây khủng luôn. Thành phẩm nha. Hoành gốc 97. Rồi, hoành gốc là 97. Hoành thân lẻ 48. Hoành thân lẻ 48. Cây cao 65. Cây cao 65. Cây nằm trong lòng chậu 60. Rồi, chậu lọt lòng 60. 60 nhân cho 40. 60 nhân 40 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây rồi, vàng này. Rồi, cây này nhà vườn em giao lưu nhanh luôn nha. 4 triệu bao ship. Giao lưu nhanh chỉ còn 4 triệu bao ship cho cây găng vàng mã số 291. Cây thành phẩm luôn nha. Cây thành phẩm khủng luôn này. Em giao lưu nhanh luôn. 4 triệu bao ship nha. Găng này là găng lá nhỏ nha. Găng lá chân vịt, mũi mát. Găng bonsai thì nó có hai loại nha. Một loại lá tròn và một loại là lá mũi mát nha. Cây này thì em giao lưu nhanh luôn nha. 4 triệu bao ship luôn nè. Quý anh chị em cô chú mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. 15. Rồi, cây thành phẩm khủng luôn nha. Quá đẹp luôn cả nhà. Đế đẹp luôn. Dạ rồi, mã số 300 nha, là một cụm cẩm thị form thiên nhiên. Cụm này tổng hoành đo được là 110. Tổng hoành 110 nha. Rồi, cái hoành lễ bên này là 20. Cao 96. Bầu đất 55. Rồi, bầu đất 55. 55 nhân cho 40. Rồi, 55 nhân 40. Nhà vừa coi giao lưu nhanh cụm cẩm thị này. Rồi, cụm này nhà vừa em giao lưu nhanh luôn nha, 1 triệu 3 bao ship. 1 triệu 3 bao ship cụm cẩm thị mã số 300. Quá mềm luôn rồi cả nhà, 1 triệu 3 bao ship thôi, em giao lưu nhanh luôn nè. Thật sự rất là mềm luôn. Chỉ có 1.300k bao ship nha. Đó, cụm này thì thân này không chung cốt với lại thân chính này nha, nhưng mà nó cùng chung bể đất tự nhiên. 1.300k bao ship. Bay nhanh luôn nha cả nhà. Dạ rồi, mã số 799 nha, là một cây tùng me thùng chậu nha. Hoành gốc 18. Kiến đó con. Kiến nhanh. Hoành chỗ đo là 20. Rồi, hoành chỗ đo 20. Cây cao 60. Cao 60. Cây nằm trong lòng chậu 35. Rồi, chậu lọt lòng 35 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh cái tùng me này chỉ còn 800 bao ship. Rồi, 800k bao ship giao lưu nhanh luôn. Mã số 799. Cây tùng me nha. Tùng me nó có một cái đặc tính là ban đêm nó xếp lá lại nha, còn ban ngày thì nó nở ra tươi tốt bình thường. Đại khái như là hay gọi là cây ngủ đêm á cả nhà. Rồi, mình xem tham khảo luôn nha. $800k bao ship. Dạ
rồi, mã số 866 nha, là một cây dúi mini bonsai quái luôn nha. Cây gần thành phẩm luôn. Hoành gốc 14. Hoành gốc 14. Cây cao 21. Cao 21. Cây nằm trong lòng chậu 22. Rồi, chậu lọt lòng 22. Nhà vườn coi nhau lưu nhanh, cây dúi này chỉ còn 700 bao ship. Rồi. Số 866. 700k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh luôn này. Mini quái luôn nha. Co đẹp luôn cả nha. Quá phê luôn. 700k bao ship nha. Giao lưu nhanh luôn nha. Dúi này còn gọi là hoàng anh mọc nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn. Dạ rồi, mã số 103 nha, là một cây hồng mai rừng, form thiên nhiên, sống khỏe nha. Cây này hoành gốc đo được là hoành gốc 40. Hoành gốc 40. Hoành thân lẻ 17. Hoành thân lẻ 17. Cây cao 83. Cao 83. Bầu đất 40. Bầu đất 40. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây hồng mai rừng này chỉ còn 500 bao ship. Rồi, giao lưu nhanh luôn nha, 500k bao ship luôn cho cây hồng mai rừng nha. Mã số 103. Rồi, đã nhận. Nhận rồi. Dạ, em đã nhận đủ tiền của anh Thái Sương chuyển rồi nha anh. Em cảm ơn anh luôn nha. Hồng mai rừng nha, 500k bao ship. Hoa màu hồng đỏ rất là đẹp nha. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn. Dạ rồi, mã số 755 nha, là một cụm kim tiền form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cụm này tổng hoành đo được là tổng hoành 90. Hoành lễ 35. Hoành lễ 35. Cây cao 60. Cây cao 60. Bầu đất 42. Bầu đất 42. Nhà vườn coi giao lưu nhanh, cụm kim tiền này chỉ còn 350 bao ship. Rồi, 350k bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Giao lưu nhanh luôn nha, chỉ còn 350 bao ship, quá. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Kim tiền hay còn gọi là đồng tiền, vảy ốc, thanh ốc, sam châu nha. Quá mềm luôn nè cả nhà. Mã số 336 là một cây dú dẻ bạch chỉ siêu lũ luôn nha. Hoành gốc đo được là hoành chỗ đo 22. 22. Cây cao 26. Cao 26. Tán 37. Tán 37. Cây nằm trong lòng chậu 35 nhân cho 24. Chậu 35 nhân 24 nha. Nhà vườn ngôi giao lưu. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 1.4 triệu bao ship nha. Giao lưu nhanh chỉ còn 1.4 triệu bao ship. Cả chậu luôn. Cây này thì nó điều đặc biệt của nó là lũ thép nha. Lũ thép, không có tác động máy móc luôn. Cây này, cái ngay chỗ đây này nó giống như một cái hình cái con chim mà cái mỏ vàng vàng dài dài, nó có cái chóp mau đây nè. Đó, ngay chỗ này cái mắt này, cái mỏ này. Ở đây là cái chóp mau nè. Đó, lũ thép luôn nha. Vú dẻ bạch chỉ nha, vú dẻ bạch chỉ. Nó lũa thép rin luôn. Giao lưu nhanh chỉ còn 1.4 triệu bao ship. Trái ăn rất là ngon nha, 1.4 triệu bao ship. Cây này thì mỗi lần nhìn cây này thì rất là giống cái con chim mỏ vàng vàng đó luôn. Con chim đó kêu là chim gì ta? Quên chứ rồi, đây nè. Rất là giống luôn nha. 1.4 triệu bao ship nha, cả chậu luôn. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 452 nha, là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, dính cùng với lại một cây mai vàng rừng nha. Mai vàng rừng này là cây mai lá mít nha cả nhà. Hò rất là to. Tổng hoành 58. Hoành của cây mai là 13. Hoành của cây mai là 13 nha. Hoành thân lễ của cây bằng lăng tím là 18. 18. Cây cao 92. Cao 92. Bầu đất 37 nha. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây bằng lăng tím này. Rồi, tác phẩm này thì nhà vườn giao lưu nhanh là 800k bao ship nha. Giao lưu nhanh 800 bao ship cho mã số 452. Rồi, mã số 452 nha, 800k bao ship cho cây bằng lăng tím lá nhỏ dính cùng với lại cây mai vàng rừng lá mít nha. Ở cây lá mít này thì ho rất là to nha. Cả hai đều sống khỏe hết rồi. Ở cái này mình mua một mà được hai này. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Gốc bằng lăng cũng khá là đẹp nha. Đây rất là đẹp nha. Đây cái mai lá mít nha. Cái mai này lá rất là to. 800k bao ship. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn.
Dạ rồi, mã số 315 nha, là một cây bằng lăng tím lá nhỏ ôm đá nha. Tổng hoành đo được, tổng hoành chỗ đo nha. Tổng hoành chỗ đo 69. Tổng hoành chỗ đo là 69. Hoành chỗ đo 37. Cây cao 31. Cao 31. Cây nằm trong lòng chậu 27 nhân cho 20. 27 x 20 nha. Nhà vườn cô giao lưu nhanh cây bằng lăng tím lá nhỏ này. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 3 triệu bao ship nha. Giao lưu nhanh chỉ còn 3 triệu bao ship. Bằng lăng tím lá nhỏ ôm đá luôn nha. Cái này là nó ôm nó ngậm luôn nha. Hàng này rất là độc quái nha. Đó, ôm ngậm quái luôn này cả nhà. Bằng lăng tím lá nhỏ nha, 3 triệu bao ship cho cây bằng lăng ôm đá này luôn, hay còn gọi là ôm ngọc nha. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 193 nha, là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe luôn, cụm liền luôn nha. Tổng hoành 80. Cụm này tổng hoành 80. Hoành lễ 20. Hoành lễ 20. Cây cao 92. Cao 92. Bầu đất 35. Nhà vườn cô giao lưu nhanh. Rồi, cái này nhà vườn giao lưu nhanh là 550k bao ship nha. Giao lưu nhanh chỉ còn 550 bao ship cho cái bằng lăng tím này luôn nha. 550k bao ship. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha. 550k bao ship, mã số 193 nha, cụm bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn. Dạ rồi, mã số 492 nha, là một phôi kim tiền sống khỏe nha, hoành gốc đo được là hoành gốc 40. Hoành thân lễ 29. Hoành thân lễ 29. Cây cao 72. Cao 72. Bầu đất 37. Rồi, bầu ươm là 37 nha, bầu đất 37 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh cái kim tiền này chỉ còn 600 bao ship. Rồi, 600k bao ship nha cho cây kim tiền này luôn. Cây đế đẹp nha. Cái này về mình vô dây định hình là ok luôn. Kim tiền nha, hay còn gọi là đồng tiền vẫy ốc thanh ốc sam trâu nha, mã số 492. 600k bao ship. Dạ rồi, mã số 491 nha, là một phôi bằng lăng tím lá nhỏ lùng lực luôn. 2 triệu. Hoành gốc đo được là 89. Hoành gốc 89. Cây cao 39. Cao 39. Cây nằm trong lòng chậu 58. 58. 35. 58 nhân 35. Nhà vườn cô giao lưu nhanh cây bằng lăng tím này là 2 triệu bao ship. Rồi, 2 triệu bao ship cho phôi bằng lăng tím này luôn nha. Lùng lực luôn này cả nhà, quá đẹp luôn. Đế cũng đẹp nha. Cây này thì đầu sóng nó được lên tới đây nha. Còn cái đầu chính của nó thì ngay chỗ này nó bị khô lũa nha. Đầu sóng lên tới đây, chỗ này mình làm ok. 2 triệu bao ship nha. Dạ rồi, mã số 350 nha, là một cây linh sam tanuki ghép lũa nha, cây ghép lũa. Hoành chỗ đo 29. Hoành đo là 29. Cây cao 99. Cao 99 nha. Cây nằm trong lòng chậu 30. Rồi, chậu lọt lòng 30. Vườn có giao lưu nhanh. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha, 800k bao ship. 800 bao ship cây linh sam tanuki này luôn nha. Cây này là cái đường, cái mạch ghép là nó nằm ở đây nha cả nhà. Đây, mạch ghép là nó nằm ở đây. Đó, nó ép dính hết rồi nha. Còn có cái thân kia là nó phụ theo. 800k bao ship giao lưu nhanh luôn nha. Nhưng mình xem tham khảo luôn. Linh Sam Tanuki nha, hay còn gọi là cây ghép lũa nha. Dạ rồi, mã số 550 nha, là một cây sam ngọc siêu lũa nha cả nhà. Tổng hoành đo được là 40.
44. Tổng hoành đo được 44. Cây cao 41. Cao 41. Cây nằm trong lòng chậu 23. Rồi, chậu lọt lòng 23 nha. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây sao ngọc sư lửa này. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha, 4 triệu 2 bao ship. 4 triệu 2 bao ship cho cây mã số 550 này luôn nha. Sam ngọc siêu lũ luôn nha, lũ này lũ thép, không có tác động máy móc gì luôn, lũ nguyên rinh nha, lũ tự nhiên luôn. Lũ đẹp luôn nha cả nhà. 4 triệu 2 bao ship nha, cả chậu rồi luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi, mã số 992 nha, là một cây cẩm thị lũ vách VIP luôn nha. Hoàn gốc 66. Rồi, hoàn gốc là 66. Hoàn chỗ đo 37. Rồi, hoàn trên eo là 37 nha. Cây cao 50. Cao 50. Cây nằm trong lòng chỗ 45 nhân cho 30. 45 nhân 30 nha. Nhà vườn có giao lưu. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 6 triệu bao ship nha, cả 6, chậu rồi luôn. 6 triệu bao ship cho cây cẩm thị luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, cẩm thị lũ vách VIP nha cả nhà. 6 triệu bao ship nha, cây lũ vách VIP luôn. Hàng này hàng VIP nha cả nhà, hàng sưu tầm hàng VIP nha. 6 triệu bao ship, nhà mình xem tham khảo luôn, nếu mà hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha, không thì mình cứ tham khảo vui vẻ thôi. Cây này rất chi là nghệ thuật nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha, một phôi cẩm thị sống khỏe. Cây này có mã số là 283 nha, tổng hoành đo được là 127. Tổng hoành 127. Hoành thân lớn 81. Rồi, hoành bên chỗ đo là 80. 81. 81. Cây cao 53. Cao 53. Tán là 84. Tán 84. Cây nằm trong lòng chậu 55. Rồi, chậu lọt lòng 55 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 2 triệu 3 bao ship nha. 2.300k bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Cây sống khỏe nha. Đây rất là ok luôn. Hai nghìn ba trăm k bao ship cho cây cẩm thị này luôn nha. Cây khỏe đẹp luôn nha. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi trắc dây nha. Phôi sống khỏe luôn. Cái này hoành gốc chỗ đo 62. Hoành gốc chỗ đo 62. Hoành thân chính là 48. Cây cao 132. Cao 132. Bầu đất 50. Bầu 50. Rồi, cái này nhà vườn giao lưu là 2 triệu bao ship nha. Giao lưu nha, 2 triệu bao ship. Rồi, 2.000k bao ship, cây sống khỏe luôn đó nha. Cây đế đẹp luôn nha. Cây đế form đẹp luôn nè. Cây form ok luôn. 2 triệu bao ship cho cây trắc dây này luôn nha. Mình xem tham khảo luôn. Đế đẹp. Cái này form này thì làm ra khá là ok luôn nha. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha. 2 triệu bao ship cho cây trắc này luôn. Rồi, nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây phôi mung sừng nha.
đang sống khỏe. Cây này có mã số là 219, hoàn gốc đo được là hoàn gốc 92. Cây form quá đẹp cả nhà. Cây cao 64. Cao 64. Bầu đất 62. 62 nhân cho 62 nhân cho 34. Rồi 62 nhân 34 nha. Cây này lũ quách âm thân đẹp luôn rồi cả nha. Đây, lũ quách âm rất là đẹp luôn. Đây. Quách đẹp luôn nha. Đế đẹp luôn. Rồi cây này thì nhà vườn giao lưu là 2,2 triệu bao ship nha. 2,2 triệu bao ship cho con luôn nha. Đế đẹp luôn. Wow. Phê quá cả nhà ơi. Phê telemer luôn cả nhà ơi. Wow, phôi mung sừng 2,2 triệu bao ship nha. Cây thân xoắn đẹp luôn nha. Đế nè. Đế ok luôn. Này. Em kết là kết cái này nè, nó đế này lên nha, xoắn. Ồ, xoắn rất là phê luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, 2,2 triệu bao ship, 2200k bao ship cho phôi mung sừng này luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ cốc chua quái nha. Cái này có mã số là 280. Tổng hoành 83. Rồi hoành thân lẻ nha. Hoành thân lẻ 41. Rồi con đo lại trên này cái này. Đo cái eo chỗ này. Đó eo chỗ này. Đo là 30. Rồi 30. Cây cao 79. 79. Rồi con đo cái cổ này nữa. Cái cổ chỗ này là 37. Cây nằm trong lòng chậu 55. 55 nhân cho 35. 55 nhân 35. Rồi cái này nhà vườn giao lưu là 2 triệu bao ship nha. Cái này về mình ghép cốc thái vô nữa là ok luôn. 2 triệu bao ship. Thằng này. Thằng nu cục cục luôn nha. Đó này nè. Đó. Rồi. Mình càng nuôi là sau này ở trong này nó sẽ tạo củ thêm nữa nha. Nó tạo củ thêm cái mình càng nuôi mình càng đôn lên. Nói chung 1-2 năm mình đôn lên là lấy bộ đế rất là đẹp nha cả nhà. Rồi mình ghép cốc thái lên trên này nữa là ok luôn. Rồi khi mà ra trái rủ bé Trăng tới. Rủ bé Trăng tới làm nhâm nhi xì rượu nữa là ok luôn nha. Rồi 2 triệu bao ship cho củ cốc chua quái này luôn nha. Nhà vườn xin qua cái này luôn.